Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục hôm nay em lên lô chữ ớt nha anh em chốt máy thì nhớ giùm em cái mã ớt máy và liên hệ vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một chút like anh em. Thì tình hình thì cũng gần Tết rồi ha, đó, anh em đặt hàng thì xem tranh thủ anh em đó, thì khả năng thì anh em đặt hàng còn trong Tết nhận được nha. Còn mà nếu như mà nó bị trục chặt hay là bị sơ xuất gì thì có lẽ ra Tết anh em nhận mới được, thì em bán đâu là xuyên Tết luôn. Anh em cứ đặt hàng thoải mái, cứ nhận hàng là ok, là giùm em là ok à. Ha, anh em cứ đặt xong rồi, ví dụ như á là Tết, trong Tết anh em nhận không được thì chịu khó ra Tết thì nhận hàng giùm em ha. Anh em đặt em đều nhận hết. Đó là nó như vậy nha anh em. Thì hiện tại tình hình á là chắc chắn là trong Tết là anh em sẽ nhận được nếu như đặt hàng hôm nay. Đó ha. Còn mà hôm nay là 21 mình. Đó, còn mà nếu như mà có thể sơ xuất thì có thể ra Tết thì anh em nhắm được, ra Tết anh em nhận được thì anh em phải đặt, còn không được thì anh em lại cửa hàng gần nhà mua giùm em ha. Cái đó là nói cho những anh em ngoài Bắc nha, còn ở chung vòng miền Tây là chắc chắn anh em ở như anh em nhận được hàng rồi ha. Rồi hôm nay lên 12 cây anh em, 2 cây đeo lưng ha. Đó rồi thì anh em chốt hàng thì khỏi cần đặt cọc nha, nhưng mà phải nhớ đảm bảo nhận hàng anh em, hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra test nổ mới trả tiền cho cái người giao hàng. Thì anh mua trong Tết này á, anh em mua trong Tết này thì sẽ được cái giá rẻ và sẽ được em tặng thêm là một cái gom cỏ hoặc là anh em lấy nhớt ha. Cái thứ nhất là máy nó sẽ rẻ hơn ra Tết, cái thứ hai là được tặng thêm một cái gom cỏ hoặc là một bình nhớt, là cái trị giá tới 100.000 là nghe anh em. Đó rồi thì giá trên đây em bao ship rồi ha, và tất cả hàng này là hàng bãi Nhật hết, nguyên zin hết nha anh em. Đó, anh em chốt máy thì giá trên đây em bao ship rồi, tặng kèm theo 7 món phụ kiện cho anh em mình ha, là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phát cước, đục giác 4 và cản cỏ và gom cỏ. Nếu như anh em không lấy gom cỏ thì em sẽ tặng nhớt 2 thầy ha, anh em không lấy gom cỏ thì em sẽ tặng nhớt 2 thầy nha anh em. Đó, nếu như mà anh em mà không lấy rồi thì nói lên nơi tặng cho anh bình nhớt ra, chứ không thôi là em quấn cái gom cỏ vậy ha. Đó, còn cản cỏ cái nào thiếu thì em bổ sung mới nha nè. Còn tay lái anh em thích tay nào thì em sẽ gáp tay đó ha. Và anh em chốt hàng thì nhớ giùm em ha, con máy trên video sau thì em sẽ gửi gì, cái phần nào thắc mắc không hiểu không biết thì anh em nhớ hỏi trước khi mình chốt hàng nha, chứ đừng có đến em ơi cái này gì kỳ cái kia gì kỳ đó thì nó mệt mỏi, nó phiền phức lắm nha anh em. Đó ha, trên tiền sau là em giao vậy nha, nhớ kỹ giùm em ha. Rồi thì máy hôm nay em lên cho anh em Mitsu tên là 261 nè, tên là E27 Kuwatamaru, đeo lưng thì có tên là 261 Echo 343, Echo 260, 240, Yubi, Atin 26, Atin 22, một con đầu tiên, một con Makita nha nè. Makita cốc nha nè. Thì cái con này là nồng của nó là 31 ly nha nè, 21cc ha. Con này là máy nhỏ gọn, thiết kế cho anh em xài gia đình, giá 1.2 triệu thôi nha nè. Máy rất đẹp á, thường khỏi dòng này em bán 1.3 triệu nha nè. Nè, máy đẹp lắm nha, nồng đóng 21 nè, bô trắng tinh, nồng trắng sáng, đã ốc là còn vàng luôn ha. Đời này là chụp giật có trợ lực cho anh em chế một kim quam gồ ha, máy móc đồ là em bao gin cho anh em hết. Nó bô đẹp ha, tum liền, công tắc đây ha, hai tay lái nè, càng đầu bò gin hết như nè, ớt 1.2 triệu ha. Rồi tiếp theo là con ớt 2 anh em, ớt 2 là cái dòng ớt tin 2001 ha, nồng của nó là 33 ly nha nè, hình như 33 ly, nói chung mấy dòng này mất đo lắm em cũng không biết nữa ha. Đó, nó cỡ 22-23cc anh em, dòng này thì phải gọi là chạy siêu mạnh siêu bốc cho anh em nha, con này thì phải gọi là nó quá đẹp luôn nha anh em. Nó quá đẹp ha, dòng này về anh em xài gia đình có đập cước, có chặt cỏ cứng đồ này kia là ok nha. Ok nha anh em, máy rất đẹp nha anh em, chế thì lên chế 2 kim mới ha. Lên chế 2 kim mới nha anh em, máy thì bao đẹp, bao mới cho anh em luôn nè. Đó, bô là mới tinh nè anh em thấy không? Áo rồi là rất là đẹp ha, con này bình xăng lớn chứ cũng thay mới luôn nha anh em. Máy rất đẹp nè, con này là siêu đẹp, siêu vip cho anh em mình luôn ha. Tâm liền, tay lái thấp một tay anh em thích thì để xài, không thích thì em lên 2 tay ha. Càng đầu bò chán cổ. Rồi tiếp theo S3 anh em, con này ớt tên luôn mà nó lớn hơn ha. Con này ớt tên 26 anh em, nồng của nó là 34 ly ha, 26cc, con này bán giá thanh lý cho anh em 1.7 triệu thôi nha. Tại vì con này nó kiểu như nó không có được đẹp á anh em, nó không có được đẹp, bây giờ em bán giá rẻ ha. Với lại cũng cuối năm rồi. Đó, cái dòng này thường nó tầm bây giờ
giá của nó tầm cả 2,2 triệu đổ lên nha anh em. Con này bán 1,7 triệu, lý do cái áo nó không có được đẹp nha, áo không được đẹp nên em chỉ là thùng xăng lớn em thay mới ha, chế thì là chế qua gồ hai kim zin nha, và đặc biệt cái dòng này tôm gời luôn nha anh em, tôm gời tôm nhỏ tôm nhôm tôm 260 ha, anh em gấp về xịt thuốc luôn nha. Đó, hai tay lái ra chết nè, cần trắng cỏ đầu bò zin nha anh em, dòng Martin là thương hiệu của Đức nha, chạy rất bốc nha anh em. Nghe nè, giá bao rẻ ha, bận rộn rồi kìa. Rồi tiếp theo là qua con S4 nha nè. Con S4 này là dòng máy UV ha, UV 2620 nha. Con này là thuộc cái hãng máy của thằng Genos Komatsu đời cao nha anh em. Nòng 34 ly ha, 26cc, con này bao đẹp, bao mới, bao VIP cho anh em luôn. Đó, bao đẹp, bao mới, bao VIP cho anh em luôn nha anh em. Con này thì giá 1,6 triệu thôi nha. Đó, thường thì nó tầm cái tới là 1,8 triệu thôi nha anh em. Tại vì con này nó quá đẹp, quá mới nha anh em. Đó, rồi thì máy móc zin nguyên bản nha, dòng này anh em chạy một ngày 8 tiếng đó, nó hao tầm 2,5 lít xăng thôi, rất là lại xăng anh em. Nòng 34 ly ha, 26cc, mua ghi đứng chụp dịch trợ lực, máy đẹp như máy mới luôn ha. Con này dưới bơm xăng nằm sau lưng nha anh em, dưới bơm xăng nằm sau lưng đây ha, tem mát rồi nó còn đầy đủ ok hết này nha. Đó, le thì anh em bật hết gì đóng le nha, giật nổ xong mình mở xuống hết là mình chạy luôn nha anh em. Con này quá đẹp, quá mới, giá 1,6 triệu nha. Đó, tùm liền ha, máy đẹp lắm nha anh em. À, hai tay lái nè, ra chết ha, công tắc lên là tắt xuống là chạy nha, cần trắng cỏ đầu bò rồi là zin hết nha anh em. Rồi S4 này là 1,6 triệu ha. Tiếp theo là qua S5 anh em. Con này là thuộc cái hệ máy của thằng Kyrgyz Echo. Con này là 24 anh em, nồng của nó là 34 ly ha, 24cc ra. Máy thiết kế rất là gọn anh em. Con này thì máy móc zin nguyên bản ha. Con này em bán cho anh em 1,4 triệu thôi, thường nó 1,5 triệu anh em. Đó, nồng đẹp ha. Nói chung là con này khá đẹp, khá mới anh em. Chạy chế là chạy chế da băng, chế hai kim nha. Đó, dưới bơm xăng nó nằm ở dưới anh em. Dưới bơm xăng nằm dưới ha. Đó, con này thì cần có nó là tâm liền nha anh em, 240 nha, 34 ly ha, 24cc, zin nguyên bản, xài gia đình rồi là ok. Ngon lành hết nha anh em. Con này ta lái thấp một tay ha, anh em thích thì để xài, không thích thì em lên hai tay miễn phí cho anh em mình nha. Đó, cần đầu bò rồi là zin hết nha anh em. S5 nha anh em, 1,4 triệu. Đây, cái le này anh em lưu ý ha, kéo đằng trước là mình đóng le anh em, giật nổ xong mình đẩy đằng sau ha. Rồi tiếp theo là S6, là cái dòng này thuộc hệ kêu thằng Kyrgyz nha nè. Đó, Kyrgyz Echo 260, nồng 34 ly ha, 26cc, nói chung con này cũng còn khá đẹp, khá VIP nha anh em. Thì cái dòng này em cũng giới thiệu cho anh em hoài ha, nồng của nó nồng kiến nè, ha, nó không có bị lọc nồng, nó ít khi nào mà anh em xài, ít khi nào nó bị hư nồng. Đó, cái thứ hai là lửa của nó làm không bao giờ thấy chết luôn nha anh em, IC không thấy chết luôn. Nhưng mà cái phiên bản này á, tâm thứ ba là tâm nhôm nè, rồi phiên bản này là chụp diệt trợ lực luôn nha anh em, trợ lực và chế là chế da băng nha. Ở máy móc đồ zin hết nha anh em. Nói chung là con này một con máy rất là hoàn hảo. Anh em miền Tây rất là chuộng dòng này nha, chạy nó rất là bền nha anh em. Rất là bền ha. Đó. Dòng này thì siêu bền, siêu VIP, siêu mạnh nè, mạnh hơn Taylor luôn nha anh em. Rồi cần đầu bò zin ha, ta lái thấp một tay anh em, thích thì để xài, không thích thì em lên hai tay miễn phí cho anh em nha. Ở 6,9 triệu nha anh em. Dòng này thường 2,2 triệu. Rồi tiếp theo là S7 nha anh em. Trước khi vô S7 này thì em có cái sản phẩm là máy rửa xe ha, anh em xem được thì ủng hộ em nha. Rồi hello anh em, đây em có về được cái con máy rửa xe, rửa nhà rồi mình tưới cây rồi luôn nha anh em. Đó thì gần Tết thì cũng sắm một con, mua về sắm một con ha, đừng xài. Còn anh em nào mua thì đặt hàng em bán nha, cái này em bán 1,7 triệu em bao ship nha anh em. Cái dòng này là Kasukoi nè, đó cái này là công nghệ của Nhật nha anh em, da băng ha, công nghệ của Nhật. Nói chung là con này là nó có chống giật rất là tốt anh em, chống giật á ha, chống giật. Với lại là con này là xài điện 220, anh em chỉ cần ghim dây điện 220 vô ha, một đầu hút nước nè,
một đầu hút nước với lại đặng tặng kèm một đầu gai nha. Cái dây này thì nó dài tầm cỡ 10 mét nha. Đó. Cỡ 8 tới 10 mét nha anh em, tầm cỡ đó ha. Đó. Rồi một cái đầu súng ha, lấy cái thùng nó lại thùng. Một cái đầu súng nè. Đó, lại mở cái công tắc luôn. Đó, lại mở cái công tắc máy luôn. Một cái đầu súng với lại một cái bình bọt tét ha, với lại cái dòi này là nối cho nó dài ra hay gì nè, nối cái chỗ này nha anh em. Cho nó dài ra ha. Đó, còn cái này là bình bọt tét cho anh em rửa xe nè. Đó, vừa rửa xe rồi vừa rửa nhà luôn nha anh em. Đó, đem test cho anh em coi ha. Cầm điện thoại quay mày á. Đó, test rửa bao gồng bắn mạnh lắm nha anh em. Gồng đồ là đi hết nha. Đi hết nha. Rồi lấy cái dây leo ra rồi. Rồi để test thử cắt cái dây leo lên nè. Đó mà bắt anh em gọi là dây chuột ha, thử đứt không nha. Thấy nó cũng mạnh lắm á. Đứt luôn nha anh em. Đứt mạnh nhọt lắm nha. Đó, còn cái này anh em có điều chỉnh rửa xe rồi nè. Cái nhỏ nè ha. Đó, rửa xe tưới cây rồi kia nha. Đó, tắm mập luôn nè. Đó, thấy không? Rất là đều ha. Đó. Cái này là anh em rửa xe là cả này là ok nè. Đó, còn anh em mà muốn bắn mạnh đó thì anh em xiết hết rồi ha. Đó, gồng nhiều rồi là đi hết. Đó, sắm một con về xài nghe nè, máy chạy nói chung rất là êm ha. Đó, sắm con về xài rửa nhà rồi tốt nhất hoặc là để rửa xe rồi cũng được. Bây giờ rửa xe cũng cả 15 cây một ngày rồi. Đó, để ngoài để dần rửa ha. Đó. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ em ha, mua mà không có biết đường gáp thì em gửi cái video hướng dẫn gáp cho anh em mình xài ha. Rồi bye bye anh em. Anh em cần rửa nhà hay là rửa xe hay là tưới cây gì đó thì ủng hộ em ha. Rồi tiếp theo là con S7 là cái dòng máy Kyrgyz Echo nha anh em. Con này là 343 nha anh em, 343 nồng nó đến 37 ly nha anh em. Anh em lưu ý nồng của nó là 37 ly nha anh em, 34cc ha. Con này thì siêu whip, siêu châu bò nha anh em. Con này thì máy móc từ nguyên zin hết nha, dòng máy đeo lưng. Thì anh em quải ra sau lưng ha, đó nó sẽ gọn. Thứ nhất là nó gọn đi, nó không có bị vướng díu rồi này kia nha anh em. Đó, thứ hai là mình sẽ mang đều hai vai. Thế là mình mang đều hai vai thì cảm giác nó rất là nhẹ nha anh em. Con này thì giá tốt cho anh em, cực kỳ rẻ luôn. Giá chỉ có 2,2 triệu thôi anh em. Giá 2,2 triệu thôi em bao rẻ cho anh em luôn ha. Chứ mấy cái dòng này thường là 2,4 triệu, 2,5 triệu nha anh em. Tại vì nó tới 34cc là nghe anh em, tên là 33 là chạy không có vé nó đâu nha. Con này thì chạy siêu mạnh nha anh em. Siêu mạnh, siêu khỏe, siêu châu bò. Ở chế da bằng, chế hai kim ha. Ở cần tùm gài, tùm có echo anh em, xài vừa cho 315-360 luôn ha. Đây echo 343, mắt hình da bằng nha, máy còn khá đẹp ha. Đeo lưng thì cần mềm nha anh em, ta lái một tay ha. Cần đầu bò là em bao gin cho anh em mình hết nha. Rồi tiếp theo là S8 nha anh em. S8 là thằng này là thằng Mitsubishi nha, tên là 261, phát khỏi giới thiệu cũng biết rồi. Dòng này nó quá quen thuộc với anh em rồi đúng không? Nồng 33 ly, 26cc nha anh em. Thì cái con này để giá tốt cho anh em chỉ có 2,2 triệu nha. Đó, chứ thường là nó tầm cỡ 2,4 triệu nha anh em. Tại vì cái phiên bản này là chụp giật trợ lực ha. Và chế của nó là chế tay đỏ tự động nha anh em. Đó, nội cái này không á, là nếu như cầm nằm trên con cần thẳng á là cái giá nó từ 2,6 triệu tới 2,8 triệu thôi nha anh em. Cái này tính ra bán cho anh em chỉ có cái đầu máy thôi. Đó, con này thì máy móc em bao gin cho anh em nguyên bản ha, xài nếu như về xài chừng nào chán ha, về xài chừng nào chán mua bộ càng thẳng vô gáp vô chạy dẫn lời nha, gáp vô xài dẫn lời. Đó, máy móc là em bao gin toàn bộ nha anh em. Dòng này thì siêu whip à, mạnh bền và cực kỳ là lợi xăng nha anh em. Đây tùm nhôm tùm gời ha. Đây là 261 nha anh em, 33 ly ha, 26cc. Đeo lưng thì cần mềm, ta lái một tay nha anh em. Cần đầu bò thì em bao gin nguyên bản nha anh em hết nha.
quá êm. Cái này cộng dây zin của nó gì luôn anh em, tặng cho anh em mình quẩy lên đó, rồi xong mình quay cái mình ngoái cái tay mình sau lưng lên là giật nổ luôn nha. Rồi tiếp theo là qua X9 nha anh em. X9 là cái dòng này là cái dòng máy Magu Yama ha. Ở dòng Magu thì em cũng giới thiệu với anh em cũng khá là nhiều ha. Dòng Magu là dòng máy đời cao, máy mình nó rất là bền, dễ nổ, lại xăng, ổn định cao và hư sau này đồ nó nhiều. Cái con này là 26cc, nồng nó 34 ly nha anh em. Con này đẹp, mới VIP, con này bán cho anh em chỉ có 2 triệu thôi, bao rẻ luôn. Gia bóp trợ lực luôn nha anh em. Nồng 34 ly 26cc, nói chung là cũng thuộc cái dạng máy to, máy khỏe nha anh em. Anh em xài gia đình là con này là siêu VIP rồi ha. Chế một kim nè. Lóc có dập mắt in da băng cho anh em nè. Đó, rất là đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới con này ha, zin nguyên bản cho anh em mình hết. Bô trắng nè, còn số 26 luôn. Tâm liền, công tắc xuống là tắt ha, nên là chạy hai tay lái ra bóp hại nè. Cần đầu bò zin nguyên bản nha anh em. Rồi tiếp theo là qua X10 anh em, con này cũng là Magu luôn anh em, 263 ha, nhưng mà cái đời này thì là nó sẽ để là Kubota. Ở nồng 34 ly nha, 26cc, đặc biệt con này là cần của nó là tum gờ, anh em mình có thể tháo ra gáp xịt thuốc ha. Tháo ra gáp xịt thuốc hoặc là chế cháo rồi này kia, nó rất là ngon anh em. Con này thì giá của nó 1 triệu 9 thôi, giá bao rẻ cho anh em luôn ha, máy móc zin nguyên bản hết. Ở chỉ có thùng xăng lớn là thay mới nè ha, chạy chế hệ quam gồm hai kim nè. Dòng này thì chạy cực kỳ khỏe và bền và lợi xăng nha nè, rất là lợi xăng ha. Đặc biệt tum gời nè, tum hại ha. Ở hai ta lái ra chết, công tắc trên tay luôn. Càng trắng cỏ là bò zin hết nha nè. X10 giá 1 triệu 9 nha nè, giá 1 triệu 9 thôi nha. Hơi sức đầy xíu nghe nè, nói chung con này về anh em xài gia đình là bao bền luôn ha. Rồi tiếp theo là X11 nha anh em, dòng này là dòng Mitsubishi TLE27 mắc anh da băng ha, nồng của nó là 34 ly nha, 27cc ha. Con này hình thức cũng còn khá là ok nghe nè. Đó, lốc của nó là có dập mắc anh da băng nha. Đó, chế của nó là chạy chế hai họng xăng ha, quăm gồm hai họng xăng hai kim luôn. Đó, chụp việc cho lực nhỏ nghe nè, bình xăng lớn em để lâu nó hơi vàng xíu nghe nè, nó hơi vàng xíu ha, bán cho anh em con này 1.9 triệu thôi, bao rẻ luôn ha. Đó, cần tum gời luôn nghe nè, tum gời, tum nhỏ, tum nhôm, tum 260 ha. Còn này sản xuất 2013 luôn. Dòng này thì chạy cực kỳ là lợi xăng nghe nè, siêu lợi xăng cho anh em luôn ha. Hai ta lái ra chết nha, cần đầu bò zin hết nha anh em. X11 1.900.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là qua con X12 là con cuối cùng nha, Mitsubishi TL261 ha, 33 ly 26cc. Con này thì máy móc zin nguyên bản thôi, chỉ có thay cái bình xăng lớn thôi nha anh em, còn như lại là bao zin ha. Đó, anh em nhìn chất lượng con máy này thì anh em cũng biết rồi, zin toàn bộ hết nha, chế hai kim quam gồ nè, áo zin còn tam nhật luôn nha anh em. Con này nó thuộc dạng là xúc sắc rồi nha anh em, không có giới thiệu gì nhiều hết. Con này 2.4 triệu thôi, giá em bao rẻ luôn ha, giá bao rẻ cho anh em luôn ha. Tay lái zin của nó là tay lái thấp một tay như vậy anh em. Anh em thích thì để xài, không thích thì em sẽ lên hai tay. Ở miễn phí ha, càng đầu bò trắng cỏ zin như anh em, bao đẹp, bao mới con này nha, bao VIP luôn nha anh em. Rồi, anh em chốt hàng thì liên hệ vào số điện thoại giùm em ha là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau.